Xin chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Trần Thái Toàn, chuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh. Hôm nay thầy xin giới thiệu lời giải chi tiết kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn sinh học vừa tổ chức thi ngày 27, 28 tháng 6 của tỉnh Hà Tĩnh. Mã đề thầy giới thiệu là mã đề 001. Câu số 81. Phân tử nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin đến ribosome để dịch mã? Như vậy, chức năng vận chuyển axit amin phải là ARN vận chuyển. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 82. Bộ ba mở đầu trên phân tử mRN có trình tự là bộ ba mở đầu có trình tự nu là AUG. Mà trên mRN trình tự nu theo chiều 5, đến 3, đáp án đúng và đáp án C. Câu số 83. Tập hợp nào sau đây là quần xã? Cá chép trong hồ kẻ gỗ, tỉnh Hà Tĩnh, đây là quần thể sinh vật. Đáp án B. Gà trong chuồng, đây là một nhóm cá thể cùng loài ngẫu nhiên. Đáp án C. Các sinh vật trong hồ Tây, thành phố Hà Nội, đáp án đây là đáp án đúng. Đáp án D. Cá rô phi trong ao là quần thể. Câu số 84. Theo quan điểm hiện đại, quần thể sẽ không tiến hóa nếu A. Quần thể sinh sản theo kiểu giao phối ngẫu nhiên. Sai. Quần thể sinh sản vô tính. Sai. Môi trường sống quần thể luôn thay đổi. Sai. Trong trường hợp cấu trúc, di truyền và tần số allele quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác thì quần thể sẽ không tiến hóa. Đáp án đúng là D. Trong đối với quần thể sinh sản vô tính vẫn có những đột biến, những biến dị có thể phát sinh trong quá trình sinh sản và phát triển của quần thể. Câu 85. Trong chuỗi thức ăn tôm, tảo, giáp xác, tôm, cá rô, loài nào là sinh vật tiêu thụ cấp 1? Như vậy sinh vật tiêu thụ cấp 1 phải là sinh vật trực tiếp ăn sinh vật sản xuất. Vậy đáp án đúng phải là giáp xác. Đáp đúng là D. Câu 86. Ở loài nào sau đây, con đực có cặp nhiễm thể giới tính là XY? Trong trường hợp này, châu chấu con đực cặp nhiễm thể giới tính là XO. Ở ruồi giấm là XY. Ở chim bồ câu và gà đều là XX. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Câu 87. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau. Tập hợp kiểu hình của cùng một kiểu gen với các điều kiện môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng. Đáp án đúng là B. Câu 88. Trong tế bào thực vật, bào quan chính thực hiện chức năng hô hấp. Bào quan thực hiện hô hấp đó chính là ti thể. Đáp án đúng là B. Câu 89. Vùng nào trên operon lactose là nơi enzyme ARN polymerase bám vào để khởi động quá trình phiên mã? Như vậy ARN polymerase bám vào để khởi động thì phải là vùng khởi động promoter, vùng P. Đáp án đúng là B. Câu 90. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để tạo ra giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp beta carotene trong hạt? Đây là kết quả của quá trình chọn giống bằng phương pháp chuyển gen. Đáp án đúng là B. Câu 91. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzyme ADN polymerase, đây là enzyme có chức năng kéo dài mạch mới. Do đáp án đúng sẽ là đáp án C. Câu 92. Một quần thể có 50% số cá thể trước tuổi sinh sản, 30% số cá thể trong thời kỳ sinh sản, 20% số cá thể ở độ tuổi sau sinh sản.
các số liệu trên phản ánh đặc trưng nào quần thể. Như vậy, các cái thông tin trong câu 92 này đều liên quan đến nhóm tuổi trước sinh sản và sau sinh sản. Đáp án đúng là B. Câu số 93. Theo quan điểm hiện đại, khi nói về các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây là sai? A. Chọn lọc tự nhiên làm tăng tần số các gen quy định kiểu hình thích nghi. Đáp án này đúng. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể đào thải hoàn toàn một gen có hại. Thế này là đúng. Di nhập gen làm trung hòa sự khác biệt vốn gen của con thể là đúng. Tự thụ phấn và giao phối cần huyết làm tăng tần số gen có hại. Đáp án này là sai. Vậy đáp án lựa chọn đúng trong đáp án này phải là D. Vì tự thụ phấn và giao phối cần huyết là không làm thay đổi tần số gen của quần thể. Câu 94. Ở ruồi giấm, gen B lớn quy định thân xám trội hoàn toàn so với gen B nhỏ quy định thân đen. Biết gen nằm trên nhiều thể thường, không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, kiểu gen của cá thể có cấu hình thân đen. Như vậy thân đen phải là kiểu hình của kiểu gen đồng hợp lặn. Đáp án đúng phải là C. Câu 95. Khoảng chống chịu là một giá trị nằm trong giới hạn sinh thái mà ở đó nhân tố sinh thái. Đáp án A là sai. Đáp án B gây ức chế quá trình sinh lý của thực vật. Đây là đáp án đúng. Đáp án C là sai. Và đáp án D là sai vì nó nằm ở trong vùng giới hạn, nằm trong giá trị giới hạn. Câu 97. Động vật nào sau đây là động vật ăn thực vật nhưng mà có dạ dày đơn? Ở động vật như là cả cái động vật ăn thịt, một số động vật ăn cỏ như là ngựa rồi thỏ có dạ dày đơn. Nhưng mà đáp án đúng trong trường hợp này là A. Còn các động vật như là trâu, bò, dê, cừu, vân vân, đó là những động vật có dạ dày kép. Còn nhóm trung gian giữa dạ dày đơn dạ dày kép như là lợn. Còn các loài chim thì có dạ dày tuyến. Câu hồi 97. Ở một loài lưỡng bồi, xét hai cặp gen A lớn A nhỏ và B lớn B nhỏ nằm trên hai cặp nhóm thể thường khác nhau. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen? Đáp án A là đồng hợp cả hai cặp gen. Đáp án B chỉ dị hợp một cặp gen. Đáp án C dị hợp hai cặp gen. Đáp án A chỉ dị hợp một cặp gen. Và đáp án C là đáp án đúng. Câu 98. Đối tượng được Mendel sử dụng để nghiên cứu di truyền đó là đậu hà gan. Đáp án C. Câu 90. Trong lịch sử phát triển sinh giới qua các đại địa chất, thực vật phát sinh vào đại. Như vậy, thực vật phát sinh ở đại cổ sinh. Đáp án đúng là D. Câu số 100. Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, cả A gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, phép gen nào sau đây cho đời con có tỷ lệ kiểu hình 1 chia 1 chia 1 chia 1? Như vậy chúng ta dễ dàng nhận thấy đáp án A tỷ lệ kiểu hình sẽ là 1 1, đáp án B tỷ lệ kiểu hình sẽ là 1 chia 2 chia 1, đáp án C tỷ lệ kiểu hình là 1 chia 1 chia 1 chia 1, đáp án D tỷ lệ kiểu hình là 3 chia 1. Vậy đáp án đúng đấy là C. Câu 101. Xét 4 điểm khác nhau dọc theo mạch rây của một cây trên cạn đang sinh trưởng bình thường. Đo áp suất thẩm thấu của dịch mạch rây tại các điểm đó thu được kết quả như sau. Ở điểm 1 là 0,1, ở điểm 2 là 0,2, ở điểm 3 là 0,3, ở điểm 4 là 0,4 atmos phe. Theo lý thuyết, điểm nào trong các điểm trên gần với cơ quan nguồn nhất?
Như vậy theo lý thuyết, càng gần cơ quan nguồn thì áp suất thẩm thấu là càng cao. Như vậy, trong trường hợp này, điểm 4 là điểm có áp suất thẩm thấu cao nhất, sẽ là điểm mà có nằm ở gần cơ quan nguồn nhất. Vậy đáp án đúng phải là C. Câu 102. Trường hợp nào sau đây không được coi là đột biến gen? Đáp án A, sai sót trong quá trình phiên mã dẫn đến mất một nu trên mRNA. Như vậy, mất một nu trên mRNA không liên quan đến gen. Đáp án này không phải là đột biến gen. Như vậy đây là đáp án đúng. Câu 103. Một quần thể từ phối có tỷ lệ kiểu gen ở thế xuất phát là 0,3 RNA lớn, 0,6 RNA nhỏ, 0,1 A nhỏ A nhỏ. Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen RNA nhỏ trong quần thể ở F5. Như vậy, qua các thế hệ tự phối hay là tự thụ phấn thì tỷ lệ đồng hợp sẽ tăng dần, tỷ lệ dị hợp sẽ giảm dần. Tỷ lệ dị hợp giảm dần theo công thức là 1 phần 2 tất cả mũ K, trong đó K là số thế hệ. Vậy suy ra đáp án của câu 103 sẽ là A lớn A nhỏ ở F5 sẽ bằng 1 phần 2 tất cả mũ 5 nhân với A lớn A nhỏ ban đầu là 0,6 bằng 0,6 trên cho 32 bằng 6 trên cho 320, rút gọn bằng 3 trên 160. Về đáp án đúng là C. Câu 104. Hoạt động nào sau đây có tác dụng tích cực đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu? A, phát triển vũ khí hạt nhân. Đáp án sai. B, thu gom rác thải nhựa làm sạch môi trường biển. Đây là đáp án đúng. C, sử dụng thuốc trừ sâu học trong sản xuất nông nghiệp. D, tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đây là những cái giải, đây là những tác động làm ô nhiễm môi trường, có thể làm giảm đa dạng sinh học. Câu 105. Sự đa hình về kiểu gen của quần thể giao phối có ý nghĩa nào sau đây? Như cho em đã biết, quần thể giao phối sẽ tạo ra vô số các biến tổ hợp, dẫn đến quần thể có tính đa dạng và phong phú, thích nghi được với các điều kiện môi trường khác nhau. Do đó, sự đa hình về kiểu gen, về kiểu hình sẽ giúp sinh vật có tiềm năng thích ứng khi điều kiện môi trường thay đổi. Đáp án đúng sẽ là đáp án A. Câu 106. Ở người, vì sao nồng độ oxy trong khí thở ra thấp hơn nồng độ oxy trong khí hít vào? Như chúng ta đã biết, khi chúng ta hít không khí vào qua phổi đến các mạch máu, các tế bào, các nhân máu, chúng xảy ra sự khuếch tán và trao đổi khí. Tại đây, oxy được khuếch tán vào máu, và mặt khác, máu lại tiếp nhận CO2 qua quá trình trao đổi chất để theo tĩnh mạch về phổi và đẩy ra ngoài qua động tác thở ra. Như vậy, một lượng oxy đã được khuếch tán vào máu trong quá trình trao đổi chất dẫn đến nồng độ oxy của khí hít vào sẽ lớn hơn so với khí thở ra. Về đáp án đúng phải là C. Câu 107. Ở một loài thực vật từ một cặp nhiễm thể ban đầu trải qua các thế hệ tạo ra bốn nhiễm thể ký hiệu 1, 2, 3, 4 có trật tự gen được mô tả như hình dưới đây. Như vậy, đây là nhiễm thể ban đầu. Và tạo ra bốn nhiễm thể 1, 2, 3 và 4. Câu hỏi đặt ra, giả sử nhiễm thể
ban đầu là bình thường thì các nhiều mẫu thể 1, 2, 3, 4, nhiều mẫu thể nào không phải là đột biến. Như vậy chúng ta dễ dàng quan sát thấy rằng nhiều mẫu thể thứ nhất, vị trí của gen D đã thay đổi. Và đây là một dạng đột biến chuyển đoạn. Tương tự như vậy đối với nhiễm có thể số 2, nhiễm trắc thể số 4. Còn nhiễm có thể số 3 xuất hiện F nhỏ trong nhiễm có thể A lớn, B lớn, C lớn, D lớn, E lớn, GHIK lớn. Và F lớn này đổi chỗ cho F nhỏ và đây là trường hợp trao đổi chéo tạo nên hiện tượng hoãn vị gen và đây là hiện tượng di truyền bình thường chứ không phải là đột biến. Do đó nhiễm có thể số 3 là nhiễm có thể không phải đột biến. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 108. Ở ngô, bộ nhiễm ốc thể 2N bằng 20. Theo lý thuyết, số lượng nhiễm ốc thể đơn trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể bị đột biến thể 3 trong tế bào đang ở kỳ sau của nguyên phân. Đột biến thể 3 là 2N cộng 1. Ở kỳ sau nguyên phân, nhiễm ốc thể đã nhân đôi và tách phân ly tạo thành các nhiễm ốc thể đơn. Như vậy là nhân thêm 2 và ta thay số vào 2N bằng 20 cộng 1 nhân 2 bằng 42. Đáp án đúng là D. Câu 109. Ở một loài động vật có vú, tính trạng màu mắt do cặp gen B lớn B nhỏ nằm trên nhiều thể dưới thành XR, không có A gen trên Y quy định B lớn trội hoàn toàn so với B nhỏ. Ở thế hệ P, cho gai giữa con đực mắt đen với con cái mắt đen, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình hai mắt đen cái, một mắt đen đực, một mắt nâu đực. Vậy theo lý thuyết kiểu gen của con cái, như vậy trong trường hợp này là động vật có vú thì con cái có cặp nhiễm thể giới tính sẽ là XR, XR đáp án A là loại. Mặt khác, nếu con cái là XRY thì F1 100% sẽ là mắt đen, đáp án B là sai. Nếu là con cái XRB nhỏ thì ở F1 tỷ lệ phân tính theo tỷ lệ 1:1, đáp án D là sai. Mặt khác, các em cũng có thể nhận ra ở F1 này có 4 kiểu tổ hợp, chứng tỏ con cái phải cho ta hai giá tử, đáp án đúng là đáp án C. Câu 110. Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa năng lượng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh? Trong cơ chế truyền năng lượng của quang hợp thì các em nhớ lại là từ carotenoid. Năng lượng được truyền cho diệp lục A. Và diệp A xin lỗi diệp lục B. Diệp B truyền cho diệp lục A và đến diệp lục A trung tâm phản ứng. Như vậy thì diệp lục A chính như là sắc tố đã trực tiếp tham gia chuyển hóa năng lượng thành ánh sáng, năng lượng quang năng thành năng lượng hóa năng trong sản phẩm quang hợp. Với đáp án đúng và đáp án C. Câu 111. Ở một loài thực vật ưỡng bồi, tính trạng hoa đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng. Tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Gen quy định các tính trạng nằm trên nhiều mẫu thể thường. Cho cây thuần chủng hoa đỏ thân cao gai về cây thuần chủng hoa trắng thân thấp. Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình F1 là. Như vậy chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là phép gai mà khác nhau về hai tính trạng tương phản. Cụ thể là cao với thấp, đỏ với trắng. Và như vậy phép gai khác nhau hai tính trạng tương phản mà P thuần chủng. Vậy thì suy ra F1 sẽ là đồng tính. 100% mang tình trạng của hai trội
Như vậy đáp án đúng sẽ là D. Câu 112. Ở một loài động vật có vú, mỗi chu kỳ tim của cá thể trưởng thành kéo dài 0,6 giây. Trong đó tâm nhỉ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian giản chung 0,3 giây. Theo lý thuyết, trong một ngày đêm 24 giờ thì thời gian nghỉ của tâm nhỉ là bao nhiêu? Như vậy một chu kỳ 0,6 giây thì tâm nhỉ chỉ có 0,1 giây. Như vậy tâm nhỉ sẽ có thời gian nghỉ ngơi là 0,5 giây trên một chu kỳ, trên tổng so với 0,6. Vậy thì thời gian của tâm nhỉ, thời gian để nghỉ của tâm nhỉ trong 24 giờ sẽ là 24 giờ nhân cho 0,5 trên 0,6 sẽ bằng 20 giờ. Đáp án đúng là C. Câu 113. Ở người, người ta không phát hiện thấy các bệnh nhân bị đột biến thừa nhiễm rắc thể số 1 và nhiễm rắc thể số 2, vốn là những nhiễm rắc thể có kích thước lớn. Trong khi đó, vẫn ghi nhận được những bệnh nhân bị đột biến thừa nhiễm rắc thể số 1 như gây ra hội chứng Down. Các bệnh nhân bị đột biến thừa nhiễm rắc thể số 1 hoặc số 2 không xuất hiện nhiều, khả năng là do. Ta thấy nhiễm rắc thể số 1 và nhiễm rắc thể số 2 là những nhiễm rắc thể có kích thước lớn, số lượng gen rất nhiều. Nếu đột biến mà thừa nhiễm rắc thể số 1, số 2 này thì gây ảnh hưởng rất lớn, thường là gây chết. Do đó, ta thường không phát hiện các cái bệnh nhân bị đột biến thừa nhiễm rắc thể số 1 và nhiễm rắc thể số 2. Đáp án đúng trong trường hợp này đó là đáp án D. Câu 114. Ở một loài thực vật, gen quy định màu hoa do 3 gen quy định: A1 là hoa đỏ, A2 hoa vàng, A3 hoa trắng. A1 trội hoàn toàn so với A2 và A3. A2 trội hoàn toàn so với A3. Tình trạng chiều cao do cặp gen B lớn B nhỏ quy định. Người ta cho một cây thân cao hoa đỏ, gái với một cây thân cao hoa vàng, thu được tỷ lệ kiểu hình hai thân cao hoa đỏ, một thân cao hoa vàng, một thân thấp hoa trắng. Biết rằng quá trình giảm phân của hai cây P không xảy ra trao đảo chéo, theo lý thuyết phát biểu nào sau đây là sai? Vậy ta thấy ở F1 xuất hiện kiểu hình thân thấp hoa trắng và không xảy ra trao đổi chéo. Vậy thì cả hai bên đều phải có giao tử A3 B nhỏ. Vậy ta thấy theo câu A thì chỉ có một cá thể cho mang A3 B nhỏ, cá thể bên này không có, chứng tỏ đáp án này là đáp án sai. Vậy đáp án đúng sẽ là A. Và ta có thể nhận thấy ở F1 có 4 kiểu tổ hợp thì đáp án tình trạng có thể di truyền do liên kết gen, và F1 có 4 là kiểu gen mang hai tình trạng và cả hai đều dị hợp về hai cặp gen. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 115. Ở một loài thực vật, tình trạng chiều cao do tác động cộng gộp của ba cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ nằm trên ba cặp nhiễm rắc thể khác nhau. Sự có mặt của mỗi a gen trội đều làm tăng chiều cao thêm 5 cm. Cây thấp nhất có chiều cao 120 cm. Ở thế hệ P, cho cây cao nhất gai với cây thấp nhất, thu được F1. Cho cả cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu được F2 gồm 1.984 cây. Theo lý thuyết, khi nói về thế hệ F2, phát biểu nào sau đây là sai?
Ta thấy rằng cây thấp nhất có chiều cao là 120 cm. Như vậy thì một rèn luyện sẽ làm tăng chiều cao là 120 chia cho 6 bằng 20 cm. Và mỗi rèn trội làm tăng chiều cao thêm 5 cm, vậy suy ra mỗi rèn trội làm tăng chiều cao là 20 cộng 5 bằng 25 cm. Câu A, số cây có chiều cao 120 cm. Như vậy đây là cây có rễ A nhỏ A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D nhỏ D nhỏ sẽ bằng 1 phần 64. Đáp án này, đáp án đúng. Câu B, ước tính có khoảng 186 6 cây có chiều cao 150 cm trong tổng số 1984 cây.